Mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi xuất hiện bài viết tố cáo một hot tiktoker cướp chồng trắng trợn gây phẫn nộ. Theo người đăng tải bài viết, hot tiktoker này không ai khác chính là Gia Thị Linh, sở hữu 1,8 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cụ thể, người đăng tải bài viết xưng là vợ của một nhạc sĩ đã lên tiếng tố cáo hành vi quan hệ bừa bãi giữa Gia Thị Linh với chính chồng mình. Người này phát hiện chồng ngoại tình khi xem các clip Gia Thị Linh đăng tải trên TikTok. Sau khi phát hiện chồng lăng nhăng bên ngoài, người này cho biết vì hai con và gia đình nên đã quyết định tha thứ. Tuy nhiên sau đó, người vợ lại ê chề phát hiện ra ông xã vẫn tiếp tục qua lại với TikToker Gia Thị Linh. Người này cho biết chồng còn nhiều lần đánh đập, dọa dẫm trong thời gian lăng nhăng với bồ nhí. Cụ thể, tài khoản Hương Lê đã tố chồng mình và Gia Thị Linh rủ nhau đi du lịch, cặp kè qua lại với nhau đã gần 2 năm với Mark Reviewer. Chị Hương cho biết, anh C thường xuyên nói dối đi công tác, nhưng thực chất là đi làm cameraman cho chị Linh. Đến khi bị chị Hương phát hiện, hỏi chuyện thì bị chồng chối thẳng thừng. Câu chuyện đi xa hơn khi anh C thường xuyên tác động vật lý, chửi bới vợ, đổ lỗi rằng tại vợ không đồng ý bỏ tiền để anh ta xây nhà trọ ở dưới quê cho bố mẹ, nên mới dẫn đến việc muốn ngoại tình. C còn nhiều lần xin vợ cho mình được phép ngoại tình. Dù đau đớn, nhưng vì con nên chị Hương vẫn muốn cho chồng mình cơ hội làm lại. Hương yêu cầu anh C hủy bỏ hết những clip ân ái của C và Linh trên Drive của anh ta để sám hối. Nhưng đời không như mơ, anh C không những không xóa, còn chửi chị Hương đã truy cập vào những thứ riêng tư của mình. Cuối cùng, sau những tháng ngày bên nhau không trọn vẹn và không tìm thấy tiếng nói chung nữa, anh C quyết định dọn ra ngoài, tiếp tục quay review du lịch với người yêu cũ. Được biết, cả hai còn đang lên kế hoạch làm dự án xuyên Việt, nhưng sau cú này thì không biết xuyên đi đâu. Chị Hương chia sẻ thêm, tôi đã im lặng với gia đình và bạn bè, tất cả mọi người để giữ hình ảnh cho anh ta quay về mà làm người, nhưng không, anh ta vẫn lừa dối rất nhiều lần, mỗi lần như vậy lại đánh chửi, đến mức nàng Gia Thị Linh còn phải khuyên, anh đừng đánh chị. Bài viết ngay sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút hàng ngàn lượt bình luận, lượng lớn cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của Gia Thị Linh để lại những chỉ trích nặng nề, khiến hot tiktoker triệu view phải khóa hết các bình luận. Hiện tại, đây mới chỉ là thông tin một chiều chưa rõ thực hư, cộng đồng mạng đang rất nóng lòng đợi người trong cuộc lên tiếng giải thích làm rõ sự thật. Người chơi hệ top pop chắc hẳn đều không còn xa lạ với Gia Thị Linh, một hot tiktoker đã có 1,8 triệu người theo dõi, nổi lên nhờ series Khi Bạn Hết Tiền Nhưng Lại Đủ Rich Kids. Và kênh TikTok của Linh dễ dàng nhận thấy trong một số clip của cô có xuất hiện nhân vật Cường Tráng Sĩ. Lâu nay, Cường Tráng Sĩ và Gia Thị Linh luôn nhận là người yêu cũ của nhau. Tuy là người từng thương, nhưng cả hai vẫn rất gần kết, thường xuyên kết hợp chung trong các clip. Một số màn kết hợp nổi bật giữa Linh và Cường phải kể đến như series Review Du Lịch, series phối đồ đi chụp ảnh sống ảo, vân vân. U là trời, cặp người yêu cũ này hòa thuận quá đi thôi.